đi lao động rồi trốn trại. Hai phạm nhân của trại giam Xuân Hà, tỉnh Hà Tĩnh là Phan Công Thành bị kết án 19 năm tù với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Đắc Hoàng bị kết án 20 năm tù với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 6 tháng 12, trong quá trình đang lao động, cải tạo tại trại giam Xuân Hà, hai phạm nhân Phan Công Thành sinh năm 1987, quê tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, và Nguyễn Đắc Hoàng sinh năm 1984, quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã lợi dụng sơ hở lúc đi lao động để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Hai đối tượng gồm Phan Công Thành sinh năm 1987, thường trú tại thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp trước khi bị bắt là lao động tự do. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m75, da màu vàng, tóc đen, khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm khác là sẹo chấm C2cm dưới sau đuôi mắt trái. Đối tượng đang phải chấp hành hình phạt tù hai bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Phan Công Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày. Phạm nhân hiện đang chấp hành phạt tù tại đội 28 phân trại số 2, trại giam Xuân Hà, trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày 6 tháng 12 năm 2023. Phạm nhân thứ hai là Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, thường trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp trước khi bị bắt là lao động tự do. Phạm nhân đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m70, da màu vàng, tóc đen, khuôn mặt dài, sống mũi thẳng. Đặc điểm khác là nốt ruồi C0,5cm dưới đuôi mắt trái. Lệnh báo động toàn trại đã được phát đi. Vụ việc được nhanh chóng báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ vài giây sau đó, tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh, các đường biên giới giáp danh đã được phong tỏa. Một chuyên án được thành lập với hàng nghìn cán bộ cảnh sát hướng tới một mục tiêu là truy bắt bằng được hai phạm nhân vượt ngục trong thời gian ngắn nhất. Đặc điểm nhận dạng khi trốn là các đối tượng mặc áo màu đen đi ủng, một người mặt vuông, lông mày rậm, phạm nhân còn lại mặt nhọn, môi thâm. Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truy bắt. Ngay sau đó, chính quyền xã Cẩm Hà đã xác minh và huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân phối hợp với công an các xã, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động vào cuộc truy lùng tại rừng bần. Khu vực rừng ngập mặn này có diện tích khoảng 7 hectare, trong đó cây rừng 3-4 hectare trồng dày đặc khiến việc truy bắt gặp không ít khó khăn. Hiện có khoảng gần 200 người là công an, cảnh sát, dân quân tham gia truy bắt. Lực lượng chức năng huy động phương tiện, thiết bị, chó nghiệp vụ đến hiện trường. Vị trí này gần cầu Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng, quê của một trong hai phạm nhân trốn trại. Vị lãnh đạo này thông tin. Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an để truy bắt. Để hỗ trợ và phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an và Trại giam Xuân Hà. Từ 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Chiều ngày 7 tháng 12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị trại giam Xuân Hà đã ký quyết định truy nã toàn quốc với hai phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo hai phạm nhân không lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để hỗ trợ phối hợp với các lực lượng trong quá trình truy bắt hai phạm nhân bỏ trốn trong quá trình thụ án tại trại giam Xuân Hà, Phòng Cảnh sát Cơ động đã huy động 4 chó nghiệp vụ cùng vào cuộc để truy vết các đối tượng. Phạm vi truy tìm được mở rộng tại các địa điểm nghi vấn các đối tượng có thể lẩn trốn, ẩn nấp sau khi đào thoát khỏi phân trại số 2 của trại giam Xuân Hà, đóng chân tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Gồm khu vực rừng ngập mặn tại xã Cẩm Hà, khu vực rừng tràm thuộc địa phận các xã Cẩm Lạc, Cẩm Minh, Cẩm Sơn thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an phối hợp với cảnh sát giao thông dừng nhiều phương tiện để kiểm tra hành chính, rà soát khoang ghế, gầm xe, truy tìm hai nghi phạm trốn trại giam. Lực lượng truy bắt cho biết, khi thấy cảnh sát dừng xe, một số tài xế ban đầu tỏ ra khá bất ngờ. Sau khi được giải thích đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, họ lại rất hợp tác. Tại nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn tỉnh, cảnh sát khu vực cũng được lệnh kiểm tra khách cư trú. Hàng trăm cảnh sát đã tiếp cận, truy lùng, song do rừng rậm, nhiều cây nên chưa có kết quả. Hiện lực lượng chức năng đã dựng rạp tại bờ đê thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, xuyên đêm túc trực, theo dõi biến động. Một người dân sống tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên cho biết, các gia đình trong xã đã đóng cửa từ đầu giờ tối vì sợ hai kẻ vượt ngục lẻn vào nhà làm liều. Chúng tôi sẽ cảnh giác, nghe tiếng chó sủa, phát hiện tiếng động hay dấu hiệu bất thường sẽ lập tức gọi điện báo công an. Sáng ngày 8 tháng 12, hàng trăm chiến sĩ công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với cảnh sát cơ động tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an trại giam Xuân Hà, cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an truy bắt hai phạm nhân tại khu vực rừng bẩn ở xã Cẩm Hà. Công an cũng mang theo chó nghiệp vụ để tổ chức truy tìm. Thượng tá Phan Ngọc Tố, trưởng công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường cho biết, từ chiều ngày 7 tháng 12, nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng khả nghi lẩn trốn ở vùng đầm lầy, rừng bần, xã Cẩm Hà. Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Công an trại giam Xuân Hà chia thành nhiều mũi công tác, truy lùng khắp rừng bần với diện tích khoảng 8 hecta để vây bắt hai phạm nhân bỏ trốn. Rừng cây rậm rạp, xung quanh có sông suối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến sáng nay vẫn chưa có kết quả. Công an huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng triển khai các tổ công tác để truy lùng ở những địa bàn khả nghi mà hai phạm nhân có thể lẩn trốn, Thượng tá Tố chia sẻ. Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hai phạm nhân Phan Công Thành sinh năm 1987 tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà và Nguyễn Đắc Hoàng sinh năm 1974 tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã bị bắt. Hai phạm nhân đã bị bắt giữ lúc 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12 khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc. Trại giam Xuân Hà tiền thân là cơ sở giáo dục Xuân Hà, được thành lập từ năm 1996, đóng chân trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tính đến thời điểm hiện nay, đơn vị có 2 phân trại đang quản lý, giam giữ và cải tạo trên 1.500 phạm nhân. Phạm nhân trong khi chấp hành án đã bỏ trốn khỏi trại giam. Vậy phạm nhân trốn trại như vậy sẽ bị xử lý như thế nào? Theo Điều 42 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, khi phạm nhân bỏ trốn, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quân khu phải tổ chức truy bắt ngay, báo cáo về cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả thì phải giải quyết truy nã và tổ chức truy nã. Trường hợp phạm nhân bỏ trốn nhưng ra đầu thú thì cơ quan tiếp nhận phạm nhân đầu thú lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền
hoặc giao phạm nhân đó cho cơ quan thi hành án hình sự nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo Điều 386 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về tội trốn khỏi nơi giam giữ, hoặc trốn khi đang bị áp giải, hoặc bị xét xử, người nào đang bị giam giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đặc biệt nếu phạm tội thuộc trong hai trường hợp có tổ chức, dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Theo đó, phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày. Với hình thức giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân, trừ phạm nhân nữ, phạm nhân là người dưới 18 tuổi, phạm nhân là người già yếu sẽ không được gặp nhân thân và có thể bị cùm chân. Vậy phạm nhân trốn trại bất ngờ trở về nhà thì người thân có phạm tội không tố giác tội phạm hay không? Pháp luật có quy định về tội không tố giác tội phạm tại Điều 314 Bộ Luật Hình sự như sau. 1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 điều này. 3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế các tác hại của tội phạm thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt